Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Hoan hỷ chào đón quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị thân mến, dân gian có câu lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng nam tựa như một lời đúc kết cho hai việc lớn nhất của đời người. Lựa chọn hướng nhà phù hợp sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ, gia đình hòa thuận, xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tài lộc sức khỏe dồi dào, công danh thì thăng tiến. Để xây nhà, đầu tiên thì ta phải xét đến rất nhiều yếu tố như là kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu thủy đô thiên, mộ long biến vận. Vậy, đối với tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, yếu tố nào là quan trọng nhất để xây dựng một ngôi nhà? Nếu phạm phải một trong những yếu tố trên mà vẫn làm nhà thì gia chủ sẽ gặp phải đại hạn gì? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên thì ta xét đến kim lâu, tuổi Bính Ngọ 1966, năm Canh Tý, 55 tuổi. Gia chủ Bính Ngọ theo cách tính này thì sẽ phạm phải kim lâu thân, kỵ người thân. Nếu gia chủ xây nhà thì sẽ mang tai họa cho người thân trong nhà. Nhẹ thì công việc bất lợi, làm ăn thất bát, bệnh tật ốm đau liên miên, còn nặng thì có thể chết người. Nên năm 2020 không thể xây nhà được nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoang ốc, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 55 tuổi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tứ tấn tài. Tứ tấn tài, chi phước lộc lai, gia chủ mà làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, thuận lợi mọi mặt. Xét đến tam tai, người tuổi Bính Ngọ cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 2020 Canh Tý, gia chủ 1966 phạm tuổi đại kỵ tam tai. Năm này phạm phải kim lâu thân, kỵ người thân. Nếu gia chủ xây thì sẽ mang lại tai họa cho người thân trong nhà. Nhẹ thì công việc bất lợi, làm ăn thất bát, bệnh tật ốm đau liên miên. Còn nặng thì có thể chết người. Tuổi này phạm phải tam tai không nên làm nhà. Tuy nhiên nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và với trạch đất sẽ được cát lành may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp năng phù sơn thì thay dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét đến đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1966 Bính Ngọ, nam mệnh thuộc cung Đoài Kim, nữ mệnh thuộc cung Cấn Thổ, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Bính Ngọ xét theo cung Đoài thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy người mệnh Đoài Kim bốn hướng tốt: Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí. Bốn xấu là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát, Nam ngũ quỷ. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người tuổi Bính Ngọ 1966 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, không hợp hướng bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lâm phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ 1966.
Thứ hai chúng ta cùng xét đến đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm Canh Tý cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Với Nam mạng Bính Ngọ, xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải nhà hướng xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do xài hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Ngọ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ 1966. Thứ ba đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp Mão Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn và cát lành. Vì ngôi nhà là nơi sinh sống cả đời, không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng xây nhà hướng Đông thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Bính Ngọ 1966 khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi việc khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ 1966. Thứ tư đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch để sửa chữa được tốt nhất, thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nam mạng tuổi Bính Ngọ xây nhà và ở hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt giường cửa tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp đến đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm 2020 bắt bạch tài tinh đáo đến, bắt bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi
phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi 1966 nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang, thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, dựng ngủ tại sinh khí sẽ khó giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc thương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đồng Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nam mạng Bính Ngọ xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Húc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng quách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Ngọ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ 1966. Hướng cuối cùng chúng ta sẽ đến đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên sát nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Bính Ngọ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải được. Ngoài ra thì cần phải sử dụng phương pháp phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được Phong Thủy May Mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Ngọ nam ạ. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Bính Ngọ, cung Cấn thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh Cấn Thổ, bốn tốt, Đông Bắc phục vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí, bốn hướng xấu, Nam Họa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ. Chúng ta cùng đi vào chi tiết từng hướng xem cụ thể như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tòa Ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và tam sát, hướng thì phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tòa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tòa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Với nữ mạng Bính Ngọ, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu bất chấp xây thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Ngọ đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ 1966. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng bài làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Người tuổi Bính Ngọ 1966 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để có thể hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ 1966. Thứ ba đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn và cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo xâm hại vào thân. Tuổi Bính Ngọ nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong ngôi nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Ngọ đang ở nhà hướng Đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán vào phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ.
Thứ tư đó là hướng Tây, gồm có ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý, cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới được. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật huyền đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Còn nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được các lành may mắn. Tuổi Bính Ngọ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vỗ Quốc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng năm phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ năm đó là hướng Tây Bắc, gồm ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý, Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây mới vào năm Canh Tý. Còn các Sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Bính Ngọ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc, tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được may mắn. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc, gồm có ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý, Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa, chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam, gồm có ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý, sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, Kim Mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận nên không xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cắt lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Bính Ngọ 1966 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây thì dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Bính Ngọ khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này.
như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế lại bố trí các vị trí phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trục để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng đông nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Ngọ 1966. Hướng cuối cùng mà chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi 1966 Bính Ngọ nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi Phong Thủy May Mắn đã phân tích cát hung của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Bính Ngọ, nam mạng và nữ mạng. Chắc hẳn quý vị đã lựa chọn cho mình được hướng và tuổi mượn động thổ nhà trong năm 2020 rồi, đúng không ạ? Căn cứ vào bản mệnh của gia chủ, ta có thể lựa chọn hướng nhà tốt và phù hợp nhất. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến cho quý vị những kiến thức về tử vi, phong thủy, chính tông. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúc quý vị năm mới dồi dào sức khỏe, luôn may mắn và thành công trong cuộc sống.